Hơn 77.000 doanh nghiệp kiệt sức rút khỏi thị trường trong 4 tháng vừa qua. Doanh nghiệp tự bán mình tránh vỡ nợ, co hẹp sản xuất. Suy thoái kinh tế toàn cầu đang diễn ra. Trong nguy có cơ, chủ doanh nghiệp phải làm gì trong giai đoạn này? Thấu hiểu được những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải, Học viện CEO Việt Nam CVG Hồ Chí Minh, đứng đầu là thầy Ngô Minh Tuấn, đã tổ chức khóa học CEO quản trị 4.0, đồng hành cùng các doanh nhân đã và đang gặp khó khăn trong vận hành. Cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của thầy có thể giúp cho cái công việc là nhượng quyền thương hiệu cũng giống như là sự ủng hộ của mình tốt hơn. Tôi đã thay đổi cái tư duy của mình và thực sự là mình rất biết ơn thầy đã đem cái khóa học này đến cho các chủ doanh nghiệp để họ có thể biết cách vận hành và đưa cái doanh nghiệp của họ đi một cách là nhanh nhất và không phải là làm khổ chủ cho mình nữa. Mình thấy thầy dạy tất cả mọi người bằng cái trái tim của thầy. Chương trình này được đóng gói dựa trên toàn bộ kinh nghiệm và tâm huyết của Tuấn đã vận hành tập đoàn siêu Việt Nam. Đó không phải là lý thuyết, đó là thực tiễn mà Tuấn đã dùng và thành công. Nếu anh chị cũng đang mang một nỗi đau về quản trị vận hành doanh nghiệp, chương trình CEO quản trị 4.0 sẵn sàng đồng hành cùng anh chị trong quá trình kiến tạo doanh nghiệp thành công của chính mình. Liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 08 4242 4466 hoặc website ceohochiminh.edu.vn. Học viện CEO Việt Nam CVG Hồ Chí Minh, kiến tạo doanh nhân thành công và hạnh phúc.